Xin chào tất cả các bác đang theo dõi clip. Em là Cao Cường và em đến từ cửa hàng nhạc cụ Cao Cường. Cửa hàng em là đơn vị là chuyên cung cấp và phân phối tất cả các loại nhạc cụ như là sáo trúc, đàn guitar, đàn bầu, đàn nhị, đàn tranh, saxophone và một số loại nhạc cụ khác nữa. Và tất cả các phụ kiện nữa, phụ kiện bên em rất là nhiều, phụ kiện nhạc cụ. Thì như clip đã hứa với các bác lần trước ấy, thì lần này em sẽ quay một cái clip để giới thiệu đến cho các bác về cái dòng saxophone. Saxophone lần này em làm clip là cái dòng saxophone soprano và dòng saxophone tenor. Đó. Hai dòng này là không phổ biến như dòng alto lần trước đâu. Thì cửa hàng em là đang ở mặt đường đấy, mặt đường quốc lộ 10 Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Thì ở đây thì rất là ồn, nên là các bác nó có, nếu mà nó khó nghe thì các bác thông cảm nhé. Còn bật lớn volume lên một chút, bởi vì em cũng đã đóng cửa kính rồi nhưng mà nó cũng cách âm được một phần thôi. Thì đây là cái dòng tenor. Dòng này là to và dài hơn đấy, cổ nó sẽ cong như này chứ nó không như dòng alto đấy. Đây là dòng tenor. Dòng này dài hơn, to hơn so với dòng alto. Dòng alto thì em đã có cái clip giới thiệu lần trước rồi, nên lần này em cũng sẽ không nói về alto nữa. Đây là dòng soprano. Soprano này là rất là nhỏ gọn. Dòng này là khá là được ưa chuộng hiện tại này. Mặc dù nó không phổ biến như dòng alto nhưng mà nó cũng tiếng nó cũng rất hay và cũng đã được nhiều người tìm cái dòng này đấy. Dòng này nhẹ, gọn nhẹ, dễ sử dụng, tiếng cũng rất là hay. Đây là hoàn toàn, đây là soprano mới 100%, hàng mới về. Đấy, đây là soprano. Ở bên dưới là alto. Bên dưới là kèn alto thì em không mở nữa, bên trong đều có kèn hết nhé. Cả bên dưới này cũng là kèn alto đây. Đây cả thùng hàng đây, trong thùng này cũng là kèn alto này, nhưng mà em cũng không mở để cho các bác xem nữa. Đấy, bởi vì lần trước em đã giới thiệu rồi. Đấy, thì cái dòng em báo giá với các bác là cái dòng kèn soprano này, dòng kèn thẳng đây này. Đấy, thì bên em đang bán giá bằng kèn với giá kèn alto là giá là 5,5 triệu. Giá này là giá niêm yết toàn quốc, hàng mới 100%, kèm đầy đủ phụ kiện, đầy đủ phụ kiện cho các bác về các bác sử dụng. Dòng này đặc biệt nó có hai cổ, một cổ thẳng và một cổ cong. Đấy, đây soprano nhỏ gọn nhưng mà vẫn bằng giá với lại alto. Còn dòng tenor này, dòng tenor là dòng to và dài đấy. Dòng này bên em đang bán giá là 7,5 triệu. Đây là lô hàng nó mới về. Còn lô hàng cũ kia thì em đã gửi cho khách đi rồi. Giới thiệu cho bác vậy. Bác nào mà muốn tìm hiểu thêm hoặc là muốn đặt hàng về sản phẩm thì liên hệ với em qua số điện thoại 0962 297 417. Có số điện thoại em đã liên kết với Zalo đấy. Bác nào muốn xem hình ảnh trực tiếp hoặc là muốn tìm hiểu thêm thì có thể là nhắn tin cho em qua Zalo hoặc là Facebook. Thì Facebook em có page nhạc cụ Cao Cường ấy, cửa hàng nhạc cụ Cao Cường ấy, thì bác có thể nhắn tin vào đấy. Ngoài ra bên em còn rất nhiều các loại nhạc cụ khác nữa, như là sáo trúc này. Sáo trúc bên em là chuyên về sáo trúc luôn này, rất là nhiều sáo trúc, guitar. Cho các bác xem kỹ lại một chút nha. Mình cái cây kèn nha, quay gần nha. Em quay bằng tay nên là nó bị rung ảnh nên các bác cứ thông cảm nha. Rất là đẹp. Nói chung là không tì vết. Soprano đây. Đấy.
Thì nếu các bạn bác em cũng có một cái clip để giới thiệu về cái dòng Anto với lại thổi thử đây, là hướng dẫn thổi cái dòng Anto đấy. Còn cái dòng soprano với dòng tenor này thì một thời gian tới em có thời gian em sẽ làm cái clip thổi test cho các bác nghe. Còn dòng này nó đảm bảo chất lượng rồi. Tất cả đều đảm bảo chất lượng. Đảm bảo chất lượng thì em mới bán, chứ còn nếu mà không đảm bảo chất lượng thì không bao giờ em bán. Kể cả bán giá rẻ, bán hạ giá em cũng không bán. Nếu bác nào mua sáo trúc em lâu năm thì các bác biết, nếu mà hàng kém chất lượng thì thà vứt đi còn hơn là bán rẻ cho khách, rất là ảnh hưởng. Bác nào mà cần thì liên hệ cho em nhé. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào các bác.